GABA2 là một loại beta casein. Thì trong sữa mẹ có đạm whey và đạm casein. Casein ở trong sữa mẹ rất là dễ tiêu hóa. Ở những cái con bò mà thời tiền sử thì nó sẽ sinh ra đạm A2 là cái casein giống với lại sữa mẹ cho nên dễ tiêu hóa. Còn những cái con bò sau này khi chúng ta nuôi nó bị biến đổi gen dần dần và cái đạm nó sinh ra thì chủ yếu là đạm A1. Với A1 thì nó sẽ sinh ra một cái peptide, tức là một cái chuỗi các cái acid amin nó gắn với nhau là BCM7 và nó gây ra triệu chứng viêm ở đường tiêu hóa, gây đầy bụng, khó tiêu, nôn ói, thậm chí là tiêu chảy hoặc là táo bón. Thế thì những cái đạm nào mà là đạm A2 thì nó sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa của em bé gần với những em bé được bú sữa mẹ, tức là sẽ dễ tiêu, sẽ dễ hấp thu, tăng trưởng tốt hơn và cái bụng sẽ cảm thấy rất là yên ả và em bé rất là dễ chịu. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là tiền đề cho sự phát triển của con trong những năm tháng đầu đời. Hãy duy trì sữa mẹ hoặc chọn sữa A2 để bé khỏe bụng non, tròn dưỡng chất nhé.